sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Thường sẽ giới thiệu đến mọi người hai cây cần tay Shimano, một cây 4m5 và một cây 5m4. Đây là cái vỏ bề ngoài của nó nha, bao cần nha mọi người. Đây là bên trong. Đây là Shimano Fishing Mirror S, cái gì mình cũng biết nữa. Fishing Mirror là cây gương. Ở đây là Lincoln With Your Fishing Life, tức là tạo cái cuộc sống mà về cái câu cá cho bạn, cái cuộc của bạn. Đây là 4m5, chiều dài 4m5 đó nha. Đây là toàn bộ cái cần nha mọi người, nhìn rất là đẹp nha. Tiếp theo mình sẽ gỡ một cây 5m4 ra. Thì về mặt lý thuyết thì hai cây này tương đối là giống nhau, chỉ khác về kích thước thôi. Nào mọi người nhìn xem nha, Shimano đấy. Một lát mình sẽ ra ngoài thử test cho mọi người xem, kéo trên nước khoảng nửa ký nha, tại này là cần tay mà đấy. Cái đọt của nó, đọt rất là nhỏ, rất là dẻo. Đây, đọt mình có thể bê cong mà giống vậy nha. Mọi người thấy nó rất là dẻo luôn. Đây nha mọi người, rất là dẻo. Đảm bảo dòng cá là mắc phê luôn nha. Đấy. Nhìn các khớp nối thì mình thấy là rất là chắc chắn. Và màu sắc cũng rất là đẹp luôn.
Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài trước sân để mình test cây cần này nha. Mọi người xem lại cận cảnh nha.